bự lắm trời. Hả? Quen ăn người đầu bự lắm. Bự gì? Cười lên. Dạ chà, rồi bà Đốc Quang nha, bà đi chơi nha. Thằng ở sau thằng kia thằng sao bỏ tay xuống coi video kìa, tốn đi có hình rồi đó. Không đi mà cứ đặt em quay phim đi đâu. Cũng vô mình vô chứ hả? Ha ha ha.